Yes. Alamos, 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 Rogue, Laurie, Alamos, Laurie, Alamos, Laurie, Alamos, 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 Rogue, Donna, Holmes, Holmes, Zocontalare, Alamos, Zocontal, 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 Alamos, Zocontal, Alamos, Holmes, Alamos, Alamos, Oklahoma, Yuri, Alamos, Yuri, Zocontal, Donna, Zocontal, Oklahoma, Zocontal, Donna E, Donna E, Alamos, Donna E, Alamos, Alo, alo. Vâng, xin chào các bạn đã đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Buổi chiều hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn trận đấu 2-2 giữa chim sẻ đi nắng cặp với dinosaur. Và đối thủ của các anh chính là hai thành viên trong team Tiền ơi trên Bắc Giang, đó chính là Chiến tranh BG và Quang Nga TN. Vâng, đây là bộ đôi hoàn hảo trong team Bắc Giang xưa, team Thái Nguyên xưa, và bây giờ là team Tiền ơi. Team Tiền ơi thì nếu mà có cường BG thì đánh đâu anh sẽ về nhì ở giải đó, không được giải nhất. Cái rớt của cường BG không biết có lây sang Game TV không, khi mà giờ đây đang đầu quân cho Game TV. Vừa rồi thì nông dân đi dò của Dinosaur đã tìm thấy, vâng, đã gặp nông dân đi dò của game thủ Chiến tranh BG. Hai nông dân gặp nhau và đều nói với nhau rằng là ta không thấy cái gì cả, đi hướng khác đi. Như vậy ở nhà Dinosaur trận này anh cầm Yamato và anh có hai bãi hiêu, một bãi hiêu đang được đưa về nhà gồm có 5 con. Vâng, đây là con hiêu cuối cùng. Vâng, một sư tử đang hành lạc nông dân, một bãi hiêu khác để cạnh với, vâng, cạnh bãi đá. Nhà Dinosaur hai bãi đá rồi, nhưng tôi nhìn thấy rằng vàng ở rất xa. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy vàng ở rất xa nhà. Giá như hai bãi đá ở gần nhà là hai bãi vàng thì tốt quá. Vâng, có lẽ anh sẽ đóng một chiếc S thứ hai sau đó lùa hiêu về, chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, như vậy là ba hiêu, một quả ba hiêu với IA thì hoàn toàn lên đời được. Một hiêu lùa về, bãi hiêu thứ ba của Dinosaur là một bãi hiêu năm. Vâng, một nền đất khá là trống trải. Bây giờ Dinosaur bắt đầu thiết kế, vâng, bốn hiêu rất dị. Rất lâu rồi mới nhìn thấy một trận quá nhiều hiêu như thế này. Đây là bãi hiêu thứ hai của Dinosaur, mấy con? Vâng, 5 con. Như vậy là có 3 bãi hiêu 5 con rồi. Vâng, mọc con thứ 6, rất may mắn. Tí nữa thì nó sẽ thành một 3-3 số. Vâng, đang được theo dõi màn hình máy của Dinosaur. Còn chim sẻ đi nắng thì sao? Vâng, chim sẻ đi nắng đang mùa buổi chiều có lẽ được nghỉ và quyết tâm giao lưu với các member. Và hôm nay sẽ là hai member cứng, Chiến tranh BG và Quang Nga TN. Vâng, ngoài Dinosaur cùng một lúc xả thịt hai bầy hiêu nữa. Các bạn có thể thấy những bầy hiêu rất nhỏ bé, toàn 5 con, 27 dân. Vâng, chẳng có nhẹ đánh cung A. Vâng, Dinosaur vừa kích đời ở 8 phút 42 với 27 dân. Rất dị. Vâng, không biết rằng là Chiến tranh và Quang Nga cầm quân gì. Vâng, như vậy là Quang Nga ăn tranh với cường, xin lỗi, với Dinosaur rồi, Quang Nga TN. Vâng, như vậy đây không phải là Quang Nga, đây là Chiến tranh BG rồi. BB của Dinosaur. Vâng, cùng đói rách như nhau, nhưng vấn đề là Dinosaur đánh rất nhiều dân. Liệu anh có đủ thực tế lên đời không?
vàng thì ở rất xa nhà, các bạn có thể thấy không có một bãi vàng là gần nhà cả. Cả hai bãi vàng đều gần với bãi hươu đang ăn tranh với chiến tranh BG. Đây chính là bất lợi của dinosaur, bất lợi lớn nhất. Vâng, chuẩn bị thiết kế nhà. Đây là vâng BM và đây là BL. Như vậy dinosaur đánh chém, vấn đề là vàng tù. Kích đời ở 11 phút 01. Vâng, anh đi quay ngược trở lại nhưng thực ra thì vàng phải đi ăn ở đầu này. Vâng, hai bãi vàng các bạn có thể thấy phân chia rất rõ ràng. Quang A ăn bãi vàng ở dưới, còn dinosaur sát ở mép bản đồ. Vâng, chiếc S này hơi tù. Anh đóng S ăn vàng phải nói là hơi tù, bãi vàng khá đẹp. Không hiểu anh đóng S như này để bo bế kiểu gì đây. Vâng, đây là bãi vàng của chiến tranh BG. Dino đi ăn hoang. Vâng, đây là bãi hiêu chính của chiến tranh thì chiến tranh chưa ăn. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, Raisobo xây một cái bãi vàng cực tù. Vâng, anh không việc gì mà phải xây sát như vậy cả, cứ xây như bình thường thôi cũng được. Như vậy là có một bãi quả để ăn hoang rồi, IA chỉ cần như vậy là đủ. Anh đóng nhà BL thứ hai chưa? Vâng, đây là BL thứ hai của Dinosaur. Lúc này thì các bạn có thể thấy chiến tranh BG cũng đang hoang hóa ba con voi. Không hề đơn giản. Vừa rồi thì anh BG còn định vẩy e để bắt ngựa giò. Như vậy là Dino lên đời sớm hơn rất nhiều. Vâng, các bạn có thể thấy e được bo nhanh khủng khiếp. Quyết định bỏ ba xác voi, không thèm ăn. Dino khá chắc bài, anh vừa đóng nhà phù thủy. Vấn đề là tôi nghĩ là giờ phút này anh đóng phù thủy để làm cái gì và xin để làm cái gì luôn. Thà anh đóng ra công chết đối thủ luôn còn hơn. Vẫn biết rằng là phù thủy là để thủ. Vâng, anh xin quẩy. Không, như vậy là không xin quẩy nữa rồi. Lại có một bãi hiêu nữa để Dinosaur có thể ăn hoang. Vâng, công sâu vào cánh bên kia. Đó chính là nhà của game thủ Quang Nga TN. Trên này nhà Dinosaur, nhà chim sẻ, một người 6 giờ 12 giờ, bản đồ hơi dị. Chưa thấy Dinosaur bò bề bãi vàng. Vâng, xây A. Dường như nhà của Quang Nga là nhà Hitty. Vâng, thủng rồi. Nhưng không được. Tiếp tục là một chiếc BN nữa. Vâng, mang phù thủy đi công nông dân của Quang ATN. Được con nào phù con đó. Nhà chim sẻ có vẻ như cũng rất nghiệt ngã. Chim sẻ đã lên đời rồi. Cung tê và phù thủy cùng được công vào nhà của Quang ATN. Tôn chén thứ hai đã xuất hiện. Vâng, quyết tâm lao vào nhà. Vâng, như vậy là chim sẻ đánh thẳng cung. Chim sẻ đánh thẳng công đối đầu với Hitty của... Vâng, đối đầu với Quang ATN. Còn bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng 9MG đã có phù thủy. Vừa làm được một nháy của... game thủ Dinosaur. Dinosaur công pháo. Vâng, khá dị. Bãi gỗ của... Quang Nga đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ bởi hai con cung tê. Rất ảo. Vâng, các bạn có thể thấy chim sẻ đang điên cuồng đấu nhau với cung R Hitty của Quang ATN. Còn Dinosaur thì anh đã để mất khá nhiều chém rồi. Vâng, mất khá nhiều chém. Vâng, những con pháo bắt đầu dã. Công ca, vâng, hơi dị. Vâng, dã thôi. Ca của Dinosaur đi đằng sau, còn cung R của chim sẻ đi đằng trước. Vâng, rất nhiều phù thủy. Chiến tranh BG đang buôn phù. Không được rồi, chém của chiến tranh BG. Chiến tranh BG đang ra chém pháo của Dinosaur. Nhưng có khá đông cung đờ của chim sẻ đi nắng nằm ở đó. Dinosaur đang khá cay cú khi anh bị mất rất nhiều pháo rồi. Chứ các bạn mất rất nhiều chém ở nhà của chiến tranh BG rồi. Còn lúc này thì Quang ATN vẫn đang lùi những con cung R lên trên dốc để có thể thủ lại được sức mạnh của chim sẻ. Vâng, bắt ở phía trên dốc rồi. Khá nhiều cung R của chim sẻ vẫn đang lờn vờn cùng với pháo Dinosaur để công ở nhà A của game thủ
Quang Nga TN, vâng, lại cả phù thủy nữa. Vé đai so trận này hơi ảo, anh đánh cho bài hơi phiêu lưu, bị phù mất khá nhiều phù thủy trong một trận đấu cầm IA. Vâng, toàn bộ nông dân bãi gỗ của anh đã tù rồi. Tham lai chỉ còn có 24/36, có lẽ là anh đã hết nhiệm vụ chém cuối lúc ban đầu, nhưng lại toàn bộ việc quyết định trận đấu cho chim sẻ đi nắng. Ngày chim sẻ đang rất đông cung R. Để chim sẻ cầm cung R thì có lẽ là khó khăn cho Quang Nga khi phải đấu cung R với chim sẻ. Một con pháo của Daiso vẫn được giữ từ đầu cho đến bây giờ. Vâng, sống khá dài, mặc dù bị cả chém và cung R công vào, luôn luôn nấp sau những con cung R của chim sẻ đi nắng để có thể sống sót, dã vào những nhà A của Quang Nga. Vâng, lợi thế hoàn toàn thuộc về cặp đôi bên phía Game TV. Nông dân của Daiso đang giảm xuống dần đều. Tham Lai chỉ có 27/36 thôi. Vâng, không thấy Daiso xem Tham Lai. Ra không thể biết rằng ai là những nhà to bên phía của Game TV. Ba nhà của Quang ATN đã bị những con pháo của Daiso dã vào. Thực chất thì có một con pháo mà thôi. Vâng, 10 con pháo này có lẽ sẽ nằm xuống. Đã có hai pháo. Vâng, con pháo đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là chiến tranh BG đang làm những nông dân của Daiso chết dần đều. Anh chỉ còn chém mà thôi. Rất ít nông dân rồi. Hơn chục nông dân nữa thôi. Nhưng nhà A của con ATN thì đã nằm xuống toàn bộ. Vâng, Tham Lai Daiso đang tụt khủng khiếp, 20/36. Có khoảng 7 con chém, 1 con pháo đang công vào nhà của con ATN. Còn chim sẻ có lẽ bây giờ Tham Lai đã cực to. Vâng, chim sẻ Egypt. Còn cặp đôi bên phía của Tim Tiền ơi là một Hitty, một Egypt. Vâng, tỷ số là 1-0 cho cặp đôi bên phía Game TV. Chúng ta cùng chờ đợi xem Tham Lai. Vâng, nhà của chim sẻ rất khó để đối đầu với chim sẻ khi chim sẻ cầm cung tuyển, đặc biệt là solo cung tuyển. Hitty bài rất kín nhưng không ăn thua. Vâng, Daiso và chim sẻ đều kích ở 11 phút 01 bằng khít nhau. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây.